đây là túi dụng cụ diện trần này các bạn này, túi đựng dụng cụ. À, thì mình sẽ lần lượt mở từng ngăn. Cái túi này nó cũng tương đối là rộng rãi, có thể đựng được những cái dụng cụ căn bản của diện trần. Và cái quan trọng nhất là nó có quai. Quai này mình có thể đeo, mình xách đồ đi khắp nơi được. À, đầu tiên là cái ngăn ngoài cùng này mình có thể đựng được những cái cuốn sách A5 như thế này. À, mình có thể để được 5 cái cuốn sách A5. À, khóa mở ra mở vào rất là dễ dàng. Sau đó ở đây mình sẽ kéo như này. Thì đây là một cái túi được thiết kế đặc biệt. Thiết kế đặc biệt. Thì ở cái đây nó có những cái khoang như thế này để cho mình có thể để được các dụng cụ của mình vào. Đấy. Nó rất là ngăn nắp gọn gàng. Đấy. Còn ở dưới này mình có thể để được những cái dụng cụ nó dài nhất, ví dụ như cái búa này, và lăn cầu gai đuôi to cắn dài này, cục cao này. Đấy. Mình có thể để được hết các dụng cụ vào đây, ống tắt nhạc cứu này, rồi con bọ lõm này, con bọ lồi này, để hết vào đây. Đấy. Mình cũng có thể để ngạch cứu mình có thể để ngăn ngoài, tất cả dụng cụ mình có thể để vào đây, sau đó mình cài vào. Đấy. Nó rất là chuyên dụng nên là mình để đồ vào đây nó không bị mất. Mình mua đồ và mình để nó lung tung bên ngoài là dễ bị mất. Và để vào đây thì mình cần thì mình cứ có thể là mình xách lên vai mình đi được. Ở trong này là ngăn ngoài, mình có thể để được những cuốn sách ở ngăn ngoài này nữa. Kéo hoặc là cao dán mình sẽ để ngoài này. Nó rất là chắc chắn. Và mình hoàn toàn mình có thể xách trên vai mà mình đeo đi khắp nơi, hoặc mình để trong nhà khi nào cần chỉ xách túi ra là làm việc là được. Rất là chắc chắn. À, rất là đẹp. Và cái túi này cũng rất là nhiều người được mua đồ dụng cụ diện trần và mua thêm một cái túi này nữa, tặng cả cái túi và tặng những cái đồ bên trong, rất là tiện dụng. Và những cái quà tặng diện trần này nó rất là ý nghĩa, tại vì nó là quà tặng về sức khỏe, mà quà tặng về sức khỏe thì bao giờ cũng là cái quà tặng rất là vô giá. Cảm ơn các bạn.